Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Mọt Kim. Tiếp tục cuộc hành trình gian dở lúc trước, Joe và Tess nhận lời Marlin đưa cô bé Ellie ra khỏi khu vực vành đai để hướng đến tòa thị chính. Kế hoạch là vậy, nhưng mọi thứ diễn ra còn khó khăn gấp nhiều lần những gì mà ta có thể tưởng tượng. Hãy cùng Mọt Kim theo chân Joe trong cuộc hành trình đầy gian nan kia nhé. Marlin đề nghị tách nhóm. Cô đi với Tess để lấy vũ khí. Ellie đi với Joe về nhà. Họ hẹn gặp nhau tại khu cống ngầm ngoài thành phố vào buổi tối. Ban đầu, cả Joe và Ellie đều không đồng ý với điều này. Tuy nhiên, khi Marlin thuyết phục Ellie rằng Joe và anh của Tommy từng là một cựu thành viên của Firefly, thì cô bé đồng ý đi theo Joe. Joe và Ellie tách nhóm với Tess và Marlin để đến điểm hẹn trước. Trên đường đi, Ellie kể cho Joe biết một chút về bản thân cô bé. Ellie được sinh ra vào thời sau thảm họa tại khu cách ly Boston. Cô bé biết rất ít về cuộc sống hiện đại trước khi dịch bệnh diễn ra. Mẹ của Ellie là Anna, bạn thân của Marlin. Trước khi bà mất, đã giao phó Ellie cho Marlin chăm sóc. Joe tỏ vẻ mỉa mai cô nhóc vì anh không tin vào câu chuyện đó lắm. Làm thế nào mà một đứa nhóc lại được thủ lĩnh Firefly quan tâm đặc biệt đến thế được? Chắc chắn là nói dối. Nhưng do đây là công việc nên anh không quan tâm. Chỉ cần có được thứ mình muốn thì Joe sẽ làm. Anh chỉ việc xem cô bé kia như một món hàng không hơn không kém. Cả hai về đến điểm hẹn và chờ đến khi màn đêm buông xuống. Lúc này, Tess trở về và xác nhận với Joe về số lượng vũ khí mà Firefly hứa cho họ là thật. Vì vậy, công việc hiện tại là Joe cùng Tess sẽ đưa Ellie ra khỏi khu cách ly và đến tòa thị chính gặp Firefly. Thông qua con đường hầm dẫn ra ngoài, Joe cảm thấy không thoải mái. Vì thường mỗi chuyến đi là một cuộc du ngoạn với tử thần, rất nhiều mối nguy hiểm rình rập bên ngoài. Nhưng hiện tại, mối nguy trước mắt là lũ lính gác ở khu vành đai. Bọn chúng sẵn sàng giết chết những kẻ mà chúng cho là nguy hiểm, thậm chí chỉ là thấy ghét. Trong khi đó, món hàng mà Joe mang theo lại thuộc về phe chống đối chính phủ. Điều đó lại càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Cơn mưa dai dẳng từ chiều đến giờ lại là một lợi thế cho họ. Điều đó khiến tầm nhìn của bọn lính bị ảnh hưởng rất nhiều. Cùng với điều đó là tiếng mưa rơi sẽ xóa đi âm thanh di chuyển của những tiếng bước chân của họ. Cả nhóm sẽ nhanh chóng ra khỏi khu cách ly trước khi bình minh lên, để đến được tòa nhà thị chính, bàn giao con bé và nhận một món hời dễ như ăn bánh. Tuy nhiên, dường như mọi suy tính của Joe đã phản bội lại anh. Hai người lính đã phục kích và khống chế bọn họ. Có lẽ cặp đôi này đã lén đi đâu đó để tâm sự và vô tình thấy được cả nhóm đang tiến ra từ lối đi bí mật. Tên lính muốn kiểm tra bệnh trước khi quyết định xử lý bọn họ. Thế nhưng, khi tên lính đang quét thân nhiệt trên người Ellie, thì cô bé bất ngờ tấn công gã bằng con dao xếp. Joe và Tess nhân cơ hội này hạ gục hai tên lính trước khi bọn chúng kịp trở tay. Lúc này, Tess phát hiện ra Ellie đã bị nhiễm bệnh. Joe rất tức giận cho rằng Marlin đã gài bẫy họ. Ellie buộc phải thú nhận rằng cô đã bị cắn cách đây 3 tuần. Và điều kỳ lạ là căn bệnh không tiến triển như cách chúng phát triển trên các vật chủ khác trước đây. Vì khi bị cắn hoặc hít phải bào tử nấm, người nhiễm bệnh trong vòng 48 tiếng sẽ mất đi ý thức của cơ thể. Lúc này, vi khuẩn ký sinh bắt đầu tấn công não bộ và làm biến dạng màu mắt. Ở thời điểm này, đối tượng đã có thể tấn công và lây bệnh cho nạn nhân tiếp theo. Chúng được gọi là Runner, giai đoạn đầu tiên của kẻ mang bệnh dịch. Chủng Runner không khác biệt mấy so với người chưa nhiễm bệnh, ngoài đôi mắt có màu cam. Chúng vẫn còn duy trì đầy đủ thị lực, nhưng thính lực thì giảm đáng kể. Bọn Runner thường đi tấn công theo đàn với số lượng từ 10 cho đến hàng trăm con. Tuy vậy, những thương tổn cơ bản vẫn có thể giết được chúng. Quay trở lại với Ellie, bằng cách nào đó, cơ thể cô bé đã tự chống lại căn bệnh. Vào cái đêm định mệnh 3 tuần trước, cả Ellie cùng với người bạn thân nhất là Riley đều bị cắn. Lẽ ra họ đã chọn cách tự sát, nhưng thay vào đó, cả hai quyết định chiến đấu với bệnh dịch cùng nhau. Tuy nhiên, Riley đã chết sau đó. Chỉ riêng Ellie vẫn không bị ảnh hưởng bởi nấm màng não CBI. Cái chết của Riley cũng là một trong nhiều lý do mà Ellie cảm thấy có trách nhiệm phải tìm ra cách chữa trị đại dịch nấm màng não. Vì vậy, Ellie đã tìm đến Marlin, cũng là chỉ huy của Riley, với hy vọng rằng bà ta có thể tìm ra vaccine từ cơ thể của cô bé. Ở thời điểm hiện tại, do tiếng súng quá lớn đã gây sự chú ý của lính canh. Cả ba người nhanh chóng trốn thoát trước khi quân đội bao vây hoàn toàn khu vực vành đai này. Bằng sự khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm trong việc qua mặt những tay lính canh, Joe dễ dàng đưa cả nhóm thoát khỏi vòng bao vây của lực lượng quân cảnh. Sau khi thoát khỏi nơi đó, Ellie nói cho Joe và Tess biết rằng Marlin và Firefly khẳng định
Chính cô bé là nhân tố để có thể tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho nhân loại. Chính vì vậy mà Firefly muốn chuyển Ellie đến tổng hành dinh của mình để nghiên cứu thêm. Tess tin vào lời Ellie nói và thuyết phục Joe tiếp tục cuộc hành trình. Mặc dù không thực sự tin vào chuyện này, nhưng trong Tess vẫn hy vọng rằng nếu có một điều kỳ diệu nào đó về một loại vaccine có thể cứu rỗi linh hồn lạc lối của nhân loại, thì cô sẽ đánh cược vào hy vọng mong manh đó. 20 năm trước, vào thời điểm nền văn minh của con người trở nên cực thịnh, gần như họ đã làm chủ cả trái đất như một loại virus. Con người sinh sôi một cách nhanh chóng đến nỗi Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải lo ngại vì khủng hoảng dân số. Mà bản chất con người thì tham lam, họ luôn đòi hỏi rất nhiều so với nhu cầu của bản thân. Để đáp ứng đủ nhu cầu đó, họ phải tàn phá núi rừng thay bằng những khu đô thị sầm uất, cào nát đáy biển để vét sạch tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng, phá hủy tầng ozone, thứ bảo vệ con người khỏi những tia bức xạ mặt trời, giết từng con thú tội nghiệp chỉ để lấy một cặp ngà dùng để trang trí, hay một chiếc sừng vì cho rằng nó bổ ích cho đời sống tình dục của họ. Tất cả những hành động trên đã làm mẹ thiên nhiên nổi giận và đáp trả bằng những tai họa như lũ lụt, sóng thần, các căn bệnh dịch như Ebola, dịch hạch, bệnh than. Nhưng con người vẫn chưa thức tỉnh, họ tìm cách chống lại thiên nhiên, khắc chế thiên tai, bệnh dịch, để rồi như một nỗ lực cuối cùng, mẹ thiên nhiên tạo ra một căn bệnh quét sạch gần như toàn bộ nhân loại. Khi nền văn minh sụp đổ, chỉ còn lại những kẻ thực sự mạnh mẽ mới có thể sống sót. Nhưng đây lại là lúc mà lương tâm con người bị băng hoại. Họ trở về với bản năng của một con thú là làm mọi cách để sinh tồn. Sau nhiều năm tồn tại trong thế giới hậu tận thế, cô đã chứng kiến quá nhiều thứ mà cô nghĩ lẽ ra không nên tồn tại. Tess nhận ra rằng thứ cứu rỗi cho con người hiện tại chính là một phương thuốc chữa trị nấm ký sinh màng não và lặp lại trật tự vốn có của thế giới trước kia. Cả ba tiếp tục di chuyển đến tòa nhà Capitol bằng cách đi xuyên qua tòa nhà đổ nát. Bên trong tòa nhà, họ phải chạm trán với những kẻ bị nhiễm bệnh. Ghê rợn nhất chính là Clicker. Đây là giai đoạn 3 sau khi bị nhiễm bệnh. Lúc này, khuẩn nấm đã phá hủy hoàn toàn não bộ của vật chủ, nên thị giác của Clicker bị mất hoàn toàn. Phần đầu bị biến dạng do nấm phát triển mạnh, khiến cho nó gần như bị tách ra làm hai. Cùng với hàm răng trên, cũng bị biến dạng như người hở hàm ếch. Bù lại, chúng có thính lực và tốc độ vượt xa hai hình thái trước. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, Clicker cũng có thể nghe thấy và lần tìm đến vị trí con mồi. Nếu phát hiện ra nạn nhân, chúng sẽ thét lên trước khi tấn công để báo động cho những con ở gần đó kéo đến. Vết cắn của chúng rất khủng khiếp và nguy hiểm. Sau khi nạn nhân chết thì chúng sẽ ăn thịt để bổ sung nguồn năng lượng nuôi sống cơ thể, để nấm tiếp tục phát triển đến giai đoạn cuối cùng của vòng đời vật chủ. Cách tốt nhất để xử lý với Clicker là ném gạch hoặc chai lọ vào tường, khiến chúng mất tập trung và âm thầm di chuyển sang nơi khác. Hoặc có thể ném thẳng vật nặng vào người chúng. Chúng sẽ bị choáng và sau đó có thể dùng dao đâm vào động mạch chủ trên cổ để kết liễu chúng mà không gây ra âm thanh quá lớn. Trừ khi bắt buộc phải đối đầu với bọn chúng, cách tốt nhất vẫn là tránh đụng độ với lũ quái vật này. Sau khi cả ba người thoát khỏi tòa nhà, họ băng qua một viện bảo tàng cũ. Tess, Ellie và Joe lạc nhau. Anh không cần phải lo lắng cho Tess, vì cô có thể tự mình giải quyết được những tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, có người ở bên cạnh để bảo vệ sau lưng vẫn tốt hơn là đi một mình. Joe gặp lại Tess ở tầng trên của tòa nhà. Cô bị tấn công bởi một kẻ nhiễm bệnh, nhưng cô đã xử lý được hắn. Ellie cũng không khác gì hơn. Lúc này, cả ba người phải chiến đấu chống lại một đám runner điên cuồng lao đến tìm con mồi. Cuối cùng, họ cũng thoát ra khỏi viện bảo tàng và hướng về phía tòa nhà quốc hội. Ellie cảm thấy biết ơn hai người đã dẫn cô bé đến điểm hẹn. Mặc dù đó chỉ là công việc, nhưng họ thực sự là những người giỏi nhất mà Ellie đã từng gặp. Khi ba người đã đến được điểm hẹn tòa nhà quốc hội, còn chưa kịp vui mừng, thì họ nhận ra toàn bộ đội Firefly đều đã bị giết bởi quân đội và họ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bực tức bởi sự việc đang diễn ra, Joe muốn chấm dứt việc này và quay lại khu cách ly ở Boston. Thế nhưng Tess van nài Joe hãy đưa Ellie đến gặp Tommy, vì cô tin rằng Tommy có phương thức liên lạc với tổ chức Firefly. Đồng thời, Tess cũng cho Joe biết cô đã bị cắn và nhiễm bệnh khi ở viện bảo tàng. Đó là lúc mà Tess suy nghĩ về cuộc đời của cô. Cả đời, cô sống vì bản thân và không bao giờ tỏ ra một chút thương xót cho kẻ khác. Giờ đây, khi đối diện với cái chết, cô sợ. Sợ cho số phận của mình, sợ phải trở thành một trong số bọn chúng. Điều duy nhất Tess có thể làm lúc này là hy vọng rằng nhờ Ellie mà Firefly có thể tìm ra phương thuốc chữa thành công, chấm dứt cơn đại dịch này. Tess nguyện ở lại,
cầm chân quân đội để Joe và Ellie thoát đi. Đau lòng bởi quyết định của Tess, nhưng không thể làm gì khác, Joe tiếp tục cuộc hành trình với Ellie. Khi chạy lên tầng trên, cả hai chứng kiến cảnh tượng thương tâm khi bọn lính xông vào và thẳng tay giết chết Tess. Kìm nén nỗi đau, Joe phải vận dụng kỹ năng của anh để trốn thoát ra khỏi tòa nhà. Bọn chúng truy đuổi Joe xuống hệ thống tàu điện ngầm, nhưng may mắn là cả hai thoát được sự bao vây của quân đội. Mặc dù muốn bỏ cuộc vào lúc này, nhưng anh đã tự hứa với Tess về chuyện đưa Ellie đến gặp Tommy. Để tiếp tục chuyến hành trình, Joe dẫn Ellie đến gặp một người quen cũ của mình là Bill, sống tại thị trấn Lincoln gần đó, với hy vọng ông ta sẽ cung cấp cho họ một chiếc xe hơi để rút ngắn cuộc hành trình đến nơi ở của Tommy. Lúc băng qua khu rừng, Ellie chứng kiến một cảnh đẹp mê hồn trong thế giới tàn khốc này. Những con thỏ, tiếng chim hót thanh bình, một cảnh tượng mà cô bé chưa từng có cơ hội được thấy. Ellie đã lớn lên trong thế giới khắc nghiệt và đó là tất cả những gì cô biết. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng ở một trường nội trú do quân đội điều hành trong phạm vi của khu cách ly. Đó là lý do Ellie tò mò về thế giới bên ngoài. Cô bé bị ám ảnh bởi những cuốn truyện tranh, đĩa CD và văn hóa nhạc pop. Trí tưởng tượng của cô được lấp đầy bởi những tàn dư của một thế giới đã không còn tồn tại nữa. Trước khung cảnh yên bình như vậy, Ellie ước rằng phải chi những kẻ nhiễm bệnh biến mất hết đi thì thế giới này sẽ tuyệt vời biết chừng nào. Tuy nhiên, trong tâm trí non nớt của mình, Ellie không hề biết rằng những kẻ nhiễm bệnh chỉ đáng sợ vì chúng giết người theo bản năng sinh tồn, còn lòng dạ con người mới là kẻ thù nguy hiểm thật sự. Sớm hay muộn gì, rồi cô bé cũng sẽ phải nếm trải qua thôi. Khi vào đến thị trấn Lincoln, nơi Bill sinh sống, nơi này đầy rẫy những cạm bẫy mà ông ta đã đặt để ngăn chặn người lạ cũng như đám người nhiễm bệnh. Bill có vẻ như là một kẻ đa nghi và hoang tưởng. Joe dặn Ellie rằng khi gặp ông ta thì đừng nên làm gì ngu ngốc, cứ giữ im lặng và để Joe nói chuyện, vì Bill không phải là kiểu người thân thiện, nhất là đối với kẻ lạ mặt. Trong lúc đang tìm đến nơi trú ẩn của Bill, Joe bị mắc bẫy và treo ngược lên trần nhà. Tất cả đều phải dựa vào Ellie để thoát khỏi tình huống hiện tại. Cô bé cần phải cắt đứt sợi dây nối với chiếc tủ lạnh để giải thoát cho Joe. Tuy nhiên, không may cho họ là tiếng ồn đã thu hút lũ nhiễm bệnh kéo đến, khiến mọi chuyện trở nên nguy kịch. Joe vừa phải bảo vệ bản thân, vừa phải ngăn đám runner tấn công Ellie trong tình huống trớ trêu khi bị treo ngược lên trần nhà. Tưởng chừng mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa thì Billy xuất hiện đúng lúc giải cứu cho hai người. Ba người nhanh chóng chạy thoát thân trước khi đám nhiễm bệnh kéo đến ngày càng đông. Vào đến nơi an toàn, Bill có biểu hiện của chứng bệnh tâm lý lo sợ thái quá, khi ông ta khống chế hai lữ khách và kiểm tra họ thật kỹ. Sau vài câu chào hỏi gây hiểu lầm, thì Joe cũng thuyết phục được ông ta giúp anh tìm các vật dụng cần thiết để sửa chiếc xe. Sau chuyện vừa rồi, Joe thấy rằng bản thân anh cũng khá ấn tượng và có một chút tôn trọng dành cho con bé. Ellie tỏ ra là một con người cứng cỏi, thay vì có thể bỏ chạy để Joe lại với đám quỷ quái kia, thì con bé lại không thèm quan tâm đến mạng sống của mình và cố gắng để cứu anh. Chưa kể đến việc Ellie không hề sợ hãi mà thẳng thừng chỉ trích bản tính bất thường của Billy, điều mà bản thân Joe cũng không dám làm. Quay trở lại với những nhân vật của chúng ta, Bill cho Joe biết rằng vài tuần trước có một chiếc xe của quân đội đi ngang qua đây. Bọn họ bị cả đám nhiễm bệnh bám theo sau, khiến cho gã tài xế hoảng sợ đâm vào trường học. Chiếc xe vẫn còn ở đó cùng với bình ác quy. Do hiện tại quanh khu vực đó đầy rẫy những kẻ nhiễm bệnh, nên cả hai phải trang bị thêm những món đồ cần thiết cho nhiệm vụ này. Riêng Ellie thì không được tin tưởng để Joe đưa vũ khí, mặc dù con bé rất muốn sở hữu một khẩu súng để phòng thân, thay vì trông chờ vào sự bảo vệ của hai người đàn ông kia. Nhưng với Joe, giao khẩu súng vào tay một đứa trẻ không khác nào dí thẳng khẩu súng vào đầu chính mình, và anh không muốn bất cứ rủi ro nào trong cuộc hành trình này. Cả ba người tiếp tục mang theo con phố nhỏ để băng qua trường học. Khắp nơi đây bị bao vây bởi những kẻ bị nhiễm, mới cũng có mà cũ cũng có. Có một điều cần phải biết, đó là nấm màng não khi lây nhiễm vào cơ thể thì chúng sẽ bắt đầu tấn công vào não bộ. Sợi nấm sẽ phát triển và tiêu diệt các neuron thần kinh, khiến cho vật chủ bị mất ký ức và phát điên. Mục đích của kẻ bị nhiễm lúc này chỉ có một, là lây lan phát tán cho những người khác. Sau đó, vật chủ sẽ phải trải qua 4 giai đoạn khác nhau, được gọi là Runner, Stalker, Clicker, Boater. Mỗi giai đoạn lại khiến bọn chúng nguy hiểm hơn rất nhiều. Ở giai đoạn cuối cùng của vòng đời, vật chủ sẽ chọn một nơi tối tăm ẩm ướt và chết. Lúc này, nấm màng não phát triển ra khỏi cơ thể và phát tán bào tử của nó vào không khí. Những người sống ở khu vực cách ly có thể sống an toàn hơn vì nơi đó có hệ thống điều hòa thoáng khí, khiến cho nồng độ bào tử nấm trong không khí thấp hơn các khu vực còn lại. Theo như cuốn sách giải phẫu học, khi bị nhiễm bệnh,
Các nạn nhân dần mất đi khả năng suy nghĩ tự do và bắt đầu có hành vi bạo lực khi nấm lây lan trong não. Ở giai đoạn đầu, có thể thấy nấm bắt đầu mọc ở dưới da của vật chủ, nhất là ở vùng mắt, khiến cho mắt của nạn nhân bị lệch, đôi khi là lòi ra ngoài. Lúc này, tuyến nước bọt của vật chủ bị mất kiểm soát, khiến nước dãi chứa đầy mầm bệnh luôn rỉ ra từ miệng. Infected sẽ cố gắng tấn công và ăn thịt bất kỳ con người nào chúng tìm thấy để duy trì năng lượng cũng như phát tán dịch bệnh. Điều này trở nên nổi bật nhất ở giai đoạn 3 và 4, khi đặc điểm con người của họ bắt đầu không còn tồn tại, ví dụ như cảm xúc, suy nghĩ, v.v. Thay vào đó, vật chủ trở về bản năng nguyên thủy, động vật của chúng. Tấn công bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì làm chúng cảm thấy bối rối, gần như là một cách để bảo vệ lãnh thổ của chúng. Việc trên cơ thể vật chủ một cách sợi tơ mỏng bao phủ gần như toàn bộ lớp da, khiến cho nó có thể cảm nhận được sự rung động rất nhỏ trong không khí, cho dù đó là tiếng nhịp tim nhỏ nhất cũng có thể bị nghe thấy. Đó là lý do khi đến gần nạn nhân, dù không chuyển động hoặc tạo ra tiếng động, Clicker vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của con mồi. Nhiều người nghĩ rằng những sinh vật nhiễm nấm kia là xác chết được làm cho sống lại bởi các thành phần của bào tử nấm. Vì vậy, chúng không bị ảnh hưởng bởi các tổn thương vật lý thông thường. Nhưng thật ra, người bị nhiễm bệnh có khả năng chịu đau cao hơn người bình thường, nhưng vẫn bị chết nếu bị trọng thương ở những phần trọng yếu. Một điều nữa là cá thể bị nhiễm phải là người còn sống. Nếu nạn nhân chết trước khi bị biến đổi, thì quá trình phát triển của nấm màng não sẽ ngừng lại. Vì đây là một dạng nấm ký sinh, nên chúng cần vật chủ phải còn sống với hệ tuần hoàn hoạt động bình thường để đưa máu đến với các cơ quan nội tạng cần thiết, nhất là não bộ, để nuôi dưỡng bào tử nấm đang phát triển ở vỏ não. Nếu để ý, thì có thể thấy bọn runner, khi không tấn công, chúng thường sẽ rên rỉ đau đớn vì sự phát triển của nấm làm biến dạng cơ thể của chúng. Đôi khi, vài cá thể vẫn còn giữ nguyên vẹn hình dáng ban đầu, khuôn mặt trông có vẻ buồn bã hoặc lo lắng khi chúng tấn công nạn nhân. Điều đó cho thấy rằng, người bị nhiễm ở giai đoạn thứ nhất và thứ hai vẫn nhận thức được những gì họ đang làm, nhưng không thể kiểm soát bản thân. Tiếng súng có khả năng làm giật mình runner và stalker. Vì vậy, chúng dường như cảm thấy sợ hãi cũng như mất kiểm soát ở thời điểm này. Thính giác của vật chủ rất nhạy cảm, vì vậy chúng có thể nghe thấy âm thanh mà những người bình thường không thể nghe. Điều khiến chúng đặc biệt hơn so với con người là nấm trong cơ thể dường như cung cấp cho vật chủ khả năng chống chịu ở môi trường khắc nghiệt. Các loại bệnh thông thường gần như không hề có tác dụng với kẻ bị nhiễm. Những vết thương không nghiêm trọng có thể được hồi phục nhanh chóng để vật chủ tiếp tục tồn tại. Tiếp tục cuộc hành trình của Ellie và Joe, trong lúc băng qua một căn nhà nhỏ, Ellie cố gắng an ủi Joe về chuyện của Tess. Cô bé cảm thấy có lỗi với hai người vì đã đẩy họ vào tình huống như thế này. Một phần vì Ellie cũng cảm kích trước những gì Joe làm cho mình. Ông ta đã thực hiện lời hứa và bảo vệ cô bằng mọi giá. Lúc ban đầu, Joe tỏ ra là một gã khốn, chỉ lo nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nhưng sau những gì đã trải qua, nhất là sau cái chết của Tess, khiến anh ta phải nhìn nhận về bản thân, về những chuyện khủng khiếp mà Joe đã từng làm. Từ bao giờ, anh ta đã trở thành một con người hoàn toàn khác, chỉ ích kỷ sống vì bản thân, sẵn sàng giết chóc để đạt được thứ mình muốn. Đó có phải là con người mà anh muốn trở thành hay không? Nếu Sarah còn sống, con bé sẽ nghĩ gì về cha của nó? Anh không biết câu trả lời. Làm sao anh có thể biết được khi đến cả mục đích sống đối với anh cũng mơ hồ? Cả cuộc đời của Joe chỉ là những chuỗi ngày tồi tệ cho đến khi được làm cha của Sarah. Nhưng rồi, điều ý nghĩa nhất đối với anh cũng bị tước đoạt đi. Joe cảm thấy giờ đây anh có trách nhiệm cứu vãn những gì còn sót lại của một thế giới đang tàn lụi bằng cách đưa cô bé Ellie đến nơi mà Firefly nghiên cứu vaccine nấm ký sinh, với hy vọng cứu lấy thế giới, cứu lấy linh hồn tội lỗi của anh. Chính tiếp tục đi đến thị trấn của Bill để mượn một chiếc xe. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng đến thế. Họ cần bình ắc quy để khởi động chiếc xe, và đó đang nằm ở một nơi đầy rẫy lũ quái vật. Chúng ta hãy cùng đón xem tập tiếp theo ở kỳ tới nhé. Và hôm nay, một em sẽ có một câu hỏi dành cho các bạn đây. Điều gì khiến bạn nghĩ Tess, từ một con người máu lạnh, lại mong muốn cứu rỗi nhân loại đến vậy? Nếu cô không bị nhiễm bệnh, thì liệu Tess có sẵn sàng cùng Joe tiếp tục đưa Ellie đến với Firefly không?
Đó là câu hỏi dành cho kỳ này. Các bạn hãy cùng Mọt Game bàn luận về những gì xảy ra trong game nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.